Tích tắc anh yêu em. Chào các bạn, như đã hứa ở cái clip trước thì clip này Zen sẽ review cho các bạn một cái phim Việt mới tinh ngoài rạp luôn. Phim có thần tượng của Zen đóng là chú Thành Lộc nên sẽ nói hơi nhiều. Mặc dù clip này Zen không có nói gì tới vai diễn của chú hết á. Thực sự thì Zen cũng không biết tả cái phim này nó làm sao luôn. Lúc đầu thì coi thấy kịch bản khá là liền mạch, nhưng mà lúc sau thấy hơi rờ rạc. Kiểu giống như một nhân vật lương thiện bị kẻ ác hại theo đúng theo cái nguyên mẫu tập làm văn và mấy cái truyện cổ tích hồi xưa nha. Thì đầu tiên của sự kết thúc đó sẽ là kẻ ác bị trừng trị, còn người lương thiện sẽ có một cái happy ending được. Nhưng mà phim này bỏ qua cái khúc kẻ bị trừng trị, chỉ có happy ending thôi. Riêng về bản thân Zen thì rất là quán triệt vì cái chuyện kiểu như mày cắn tao thì mày sẽ bị bệnh dại và mày phải chết. Bởi vì tao bị bệnh dại và mày cắn tao mà mày khỏe re là tao méo thể nào chấp nhận được cái chuyện đó. Thôi quay trở lại cái vấn đề review phim, không ai bị chê lạc đề nữa. Phim kể về một nhân vật tinh tài, nói chung là cũng hơi tương tự, có cuộc sống khá là vất vả và vô tình bị lôi cuốn vào thế giới showbiz. Và rồi được một cô gái nhà giàu yêu thương. Với cái sự thật thà ngây ngô của mình, kiểu như thằng gù mà dát cái lu chạy dù dù thì đương nhiên bị những cái thằng cao ráo đẹp trai mà chậm chạp ghét rồi. Mà ghét thì sao? Thì hại, tìm cách cắn anh tài này. Như Zen có nói lúc đầu á, không có cái cảnh kẻ xấu bị trừng trị, chỉ có một cái kết thúc happy ending thôi. Phim này Zen sẽ không chấm điểm, bởi nếu các bạn làm thích phim Việt thì cứ ra rạp coi đi, cũng ok lắm á. Còn những cái bạn nào không thích phim Việt thì sẽ Zen nghĩ là sẽ chê, thậm chí là sẽ buồn ngủ khi mà coi đó. Nói thêm một phần nữa thì thật sự cá nhân Zen nghĩ anh Lương Thế Thành đóng cái vai này, cái vai ngu ngu ngớ ngớ này thiệt tình là không có hợp. Zen coi thấy anh ấy diễn cứng cứng làm sao. Cuối cùng vẫn là câu nói cũ. If you like, you can try.